nhấc lên, nhấc nhấc lên. Rồi rồi rồi. Rồi. Chào các bạn. Tiếp tục buổi chiều hôm nay thì mình cùng anh em sẽ đổ nốt đổ cái bên đế móng phía bên cái mố 2 này các bạn ạ. Đấy, lên lên lấy đinh lấy búa đi. Khiêng tấm xuống đi em. Khiêng khiêng hai tấm rồi. Mấy em kia đi kéo mấy cây trống này sang đi. Em ơi. Mấy em gái kia đi kéo mấy cái cây ở giữa này lao xuống đây đi. Cho vào đây, cho vào đây. Từ đấy nhá, từ từ đấy nhá. Để xem nó đến đâu nó. Kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó. Đặt đặt trên này vào. Lùi lên. Này nó không bằng phẳng, nó khó làm vết đấy. Lùi lùi lên. Ốp bên ngoài này này. Giữ nha. Ờ, đóng ép nó vào nhau. Cái cưa xăng đâu? Cắt lấy mấy cái trống này, trống ở đây. Còn thừa đó. Cái này trống từ đây ra. Không không, trống xuống đất đấy thôi. Nó không phải đổ bê tông đâu, nó là trống vữa nó tràn ra ngoài thôi. Đây sáng nay cái đế móng anh em làm là 1m2 đến đây. 1m2 mình sẽ ghép cốt pha chéo lên giống như kiểu này các bạn. Chéo lên trên kia là 80. Về cái phần đế móng này thì xem 80 là đến đâu. Này kéo hỏi anh cái thước xem là cắm hòn đá chưa? Cắm hòn đá kia là bao nhiêu? Cắm hòn đá này mới là 3m, 3m à? Thôi em cho sát vào hòn đá đi. Cho cái cột pha nó sát hết cỡ vào đi. Hoặc cả nhấc 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 cái đầu kia. À. Cái này nó vướng hòn đá à? Này nó sát được. 3m, 3m là 4m, thế là thò ra 1m. Thôi được rồi, cái đế móng nó thò ra chả sao. Dám rồi. Này. ba mét bảy
Thì cái đầu này em phải thế thì không được em ạ. 4m thò ra 50. 50 thì cái kia em phải, em kéo cái kia cho nó chạy theo cái hòn đá này đi cho anh. Ờ cho cái này chạy hòn đá thì cái kia nó phải ăn vào giữa hòn đá kia chứ không phải là ra mép hòn đá kia được. Đấy. Nhấc hẳn cả tấm dài ấy, nhấc hẳn cả cái phên đấy. Đằng sau cũng phải nhấc. Em lao đi ấy, lao cho nó vào chân ủng của anh kia kìa. Cả ờ cả cái tấm của anh này này, cả cái tay anh giữ này này, bảo anh ấy nhấc lên. Nó mới đi được. Mấy em bên trong kia cầm nhấc lên. Tiến đi. Đấy, nữa đi cho áp sát vào hòn đá ấy đi. Đấy, từ từ nhá, để anh xem nhá. Anh nghĩ là phải tháo ra này, không thể được. Ừ, tháo ra rồi. Này này, em ấy lại cho anh nhỉ. Ba mét chạm ở đấy là 3m70 này. 3m7 thò ra. Thế thì thôi, em nhấc cái cây thông rồi đi, nhấc cây thông nhá, xong rồi nhấc cái tấm ván về bên anh này. Rồi nhấc về bên anh 70 phân, 60 phân. Cái ván này em lại xê lại cái vị trí cũ đi, lại xê về đằng kia đi. Vào cái hòn đá lúc nãy ấy. Vào hòn đá lúc nãy. Áp sát vào hòn đá ấy. Ờ, đấy bây giờ xô. Được chưa? 31. Em nhìn nhá, chuẩn xuống cốt pha nhá. 3m3 rồi. Từ nhá. Chạm cốt pha nhá. 3m3 chuẩn rồi đấy. Chuẩn rồi thì bây giờ. Ừ, bây giờ em tháo ra, em hạ xuống đi. Tháo cái tấm ngoài nhất đây, tấm bên ngoài ấy. Cái này dịch lại bên này một tí để cho nó ăn khớp xuống cái gáy kìa. Nào, dịch sang bên này một tí. Em ơi. Từ từ dịch sang bên này để xem nó có khớp xuống không. Dịch. Nào, tay cẩn thận nhá, tay nhá. Thôi được rồi. Nhưng mà dở nhờ phải nữa đi em ơi, nó chạm vào cái đây đi. Tí nó mới giữ được bê tông được. Nào. Rồi. Rồi. Bây giờ em hạ cái bên ngoài nhất xuống. Cái tấm ngoài nhất. Đấy, lại đóng lại. Thế này đóng rồi. Ừ, đóng đi, ép vào đi. Cái này cả ngang cho sắp vào đây cơ. Cái gì? Không, cái bê tông nó không lên cao đâu, nó ở dưới thôi. Đánh dấu vào cho anh. Nhiều vào.
Này, lấy con dao tù trà bổ đôi cái đấy ra. Bổ đôi cái ngắn ngắn kia ra. Ờ, bổ ra, bổ đôi ra. Tù trà đâu? Để sang bên này nghiên cứu ghép cho anh. Thẳng từ đây vào đây. Nó phải xi măng, nó phải ra tận ngoài hòn đá kìa. Ừ. Cho bao tải vào bên trong nhá, không nó ăn vào là không nhổ ấy ra được đâu nhá. Phủ ở bên ngoài thôi, đừng đùn vào bên trong. Đấy, đúng rồi đấy. Cắt ngắn hạ thấp xuống đất ấy, xong là lấy đá chèn vào được mà. Lấy cái xẻng ấy, hất cái đất bùn ở kia kìa, ốp vào đây, cả đá cả đất vào. Đây để chống vào đây này em này. Em cầm cái thước của anh phát. 4,5 đi nữa đi. 4,5 đây rồi. Đây, đúng điểm đánh dấu đây. Đấy, mố cầu nó ra đấy đấy. Tí phải vệ sinh sạch cái... À, chưa đổ đến đấy đâu. Mình đổ móng thì nó ngang với tầm này thôi các bạn ơi. Đây này, mình đo cho các bạn xem nhá. Cái móng nó chỉ tầm này thôi. Cao lên tí, cao lên. Đấy, ngang tầm này thôi. Ngang với hòn đá này. Trong thằng em kỹ thuật nó bảo là 50 phân, nhưng mình cứ cho dày hơn khoảng 7-80 đi. Nó chắc chắn an toàn. To, độ to thì 1m2 thì mình đây mình đã cho nó vào tận trong đi các bạn ạ. Nó an toàn chắc chắn đây. Đây là 1m5 đây này. Đấy, 1m5 mình cho nó vào tận đây này. Tầm 1m7 các bạn nhé. Đây 1m7 đúng lên đây. Và cao lên tầm này. Đổ đi, đổ bê tông đi. Không, đừng chống xuống dưới thế. Chống ở trên cao này thì tí nữa vữa nó đổ xuống nó không vướng. Kiếm cái cây dài vào. Kiếm cái cây dài chống vào tả ly ấy. Lại dở trứng buổi chiều, cái máy này sáng chạy đang ngon. Chiều lại dở trứng kiểu gì lại không lên đây này. Chắc anh chị em đang phải chơi bằng... Đấy, chơi bằng xô, bằng chậu các bạn ạ. Tắt le đi chưa? Tắt le đi. Le nhiều quá là nó e dầu ấy, e xăng ấy. À, nó bị sặc ấy. Kê ca, cố lên. Vừa nãy với bơm nữa mà. Cố lên. May nó còn gần suối đấy. Nếu mà không gần suối mình khẳng định không làm nổi luôn. Nước suối này vẫn chưa rút các bạn ạ. Rất căng go. Khó khăn, trồng chất khó khăn.
Cái máy này tua thật rồi. Không có công tắc gì đâu à? Không có, nó bảo không có gì đâu. Cứ nổ là lên thôi gì. Thế nhỉ? Vừa nổ mà cắm điện vào chết đấy. Cắm điện vào chết á? Vâng, cắm điện vào thì chết rồi. Hay là cắm điện vào chết nó chỉ có quá tải ấy, nhưng mà làm gì sáng nay bơm cả buổi mà. Hay là nó kẹt máy bơm? Không. Vừa bơm lên này. Cái cám nó bị cháy này, nó rút ra thì tí rồi cám vào thì nó chết. Ô, có khi nó bị ấy rồi. Ừ. Dở rồi. Thôi. Đủ rồi, thôi, tạm thôi. Tí nữa lại đổ tiếp. Múc hết gầu này lại đổ tiếp. Bao nhiêu bao rồi? Đấy. Cho đá xuống em ơi. Từ từ đã nhá, để lấy đá xuống cái hốc này đã. Em ơi cho đá xuống đi. Cho xuống cái hốc kia bây giờ nó đang sâu lắm. Chuyển đá to vào. Đấy, những hòn to vào. Đừng làm nhẹ nhẹ nhé, nó bục kia đấy. Đừng sát vào. Ô cái tấm ván kia, đệm lại cái tấm ván kia đi kìa. Tấm ván bên ngoài kìa. Chân hòn đá. Đấy. Đừng sát vào đây nhé. Đấy. Kia. Cào đâu rồi, khâu đâu rồi. Ủa ta ra. Khâu. Ai có ủng như ở đây làm xong là chọc nó nhá. Không có đâm phải chọc kỹ đấy. Đá, có gì? Chuyển đá mà nhiều đi. Có cái cây chọc sáng nay đâu nhỉ? Đừng sát, đừng... cách. Sao rồi? Đây. Từ từ, vừa đến đấy mình hắng lùi. Mày phát ốc ạch quá các bạn ạ. Đây cho hòn to đây. Xẻng đâu rồi, mang xẻng vào đây đi. Vừa bé vừa to đây này, những cái khe này phải có đá này. Nó mới đỡ tốn vữa, à tốn bê tông. Cho anh một ít xi măng tinh em ơi. Cho vào cái chậu ấy. Mua cho xi măng khô rồi. Xi măng khô ấy. Mua. Ở cái bao tải dở dở ấy. Mí mí thôi mà một bằng này thôi.
Rồi, đổ đi. Một gầu nữa xong rồi mình san. San xong mình lại xếp tiếp để cho nó nghiêng về đây, đổ phát nó trôi về đây. Cái chỗ kia bảo chị em xuống vệ sinh cái chỗ kia đi, cái kia đất này. Bên trong ấy. Chỗ này. Chỗ này này. Khâu. Được rồi. Cào về đây đi. Từ từ đã, cho đá vào đi. Xếp một lớp đá đi. Cho sạch đi em ơi, cho thật sạch đi. Có một người đứng ở dưới xếp đi, có người có ủng nào đứng ở đấy xếp đàng hoàng đi. Chỗ này chắc là cho hòn đá dưới này kia bên trong nó chui lỗ này ra đấy. Ừ. Hòn đá khó thì có là cho nó. Hay bao tải. Hòn đá thế này. Nhẹ nhẹ nhá, không được đẩy ván ra đấy nhá em nhá. Cào đi, một người vào cào đi. Một người vào cào xong rồi người đứng ở dưới xếp. Đừng cho hòn đá nó ăn vào vào. Ôi giời. Tốp lá. Chú ơi, đừng cho hòn đá nó ăn vào cái cốt pha kia nè. Bỏ cốt pha ra nó giống đấy, đấy. Cho vữa vào đấy. Bỏ luôn. Không cần nữa, vữa nó cao rồi. Đấy, chỗ này cho một lượt đá nữa. Nhiều bê tông quá. Có gì lũ ấy, đường em lượt càng to càng tốt. Xuống đây, xuống 2-3 người đây, 2 người đây. Ai có ủng xuống đây. Cát này tí anh làm vài gầu được cơ mà. Xuống đây, cào bê tông ấy. 2 người xuống.
Nhanh phết các bạn ạ, chưa hết một cối đâu nhưng mà đã gần phải hai cối là được cái móng rồi. Móng này rất là to luôn. 1m7 cơ mà. Đấy, cào ra chân đằng ấy. Cho hòn đá vào trong cái khe đấy em ạ. Đâu, lên đây xem nào. Cát kiếc xem nào. Trên này mấy chị em này nó cũng sức cũng khỏe đấy nhá. Cả một ngày hôm nay nó đã được khoảng dùng cái cào thôi nhưng mà nó đã được khoảng 2 xe ô tô ấy. Đây, cái cát này thì nó là dạng như kiểu lẫn bê lẫn với sỏi rồi các bạn ạ. Đây. Đây. Nó có sỏi sẵn như này này. Đấy. Bây giờ mà ném đá vào nữa là rất an toàn. Cát thì cắt quá sạch luôn. Cắt to, cắt thu, cắt bê tông. Còn có 1, 2, chắc còn khoảng 4 xe ô tô nữa thôi. 4, 2 là 8, tất khoảng chục khối nữa làm hết một nửa rồi đấy. Không truyền tay được à? Vòn to quá. Ôi, cẩn thận nhá. Cái này họ ông tính là để đây để mình xây luôn cho nó cao, chuyển xuống cho nó dễ thì cũng rất là hợp lý thôi. Đẩy xuống, lấy những hòn to, những hòn bé truyền tay được, hòn to kia bẩy xuống đi. Chân em ấy. Có gì lù lù á. Lù lù thì lăn đi. Ấy, vào cốt pha thôi. Ném vào bên trong thôi, đừng ném bên ngoài vào cốt pha đấy. Đấy, ném thế là được. Ờ, xếp ra, xếp một lượt đi. Đây. Trụ cầu nó lên đúng điểm này đây này. Đúng chân mình đứng rồi này. Thì cũng rơi vào nửa cái cầu này rồi đấy. Tại vì bên kia nó đẩy ra 4m. Bốn mét nếu mà bình thường nó giống như một cái cống mà qua ấy rồi đấy, qua một cái suối vừa vừa phải ở trong làng rồi đấy, cống bản đấy. Thẳng thước xuống đấy, tí bê tông nó ra đến chân em ấy nhá. Nhớ cái chỗ đấy cho nó phủ ra một tí nữa không được, cho luôn một gầu vào chân đằng ấy đi, không là ném đá vào khu đấy đi. Anh em đang đổ bên kia thì mình tranh thủ đi xem cái bãi cát để xem tình hình nó như nào. Cứ đổ đi, cứ đổ nước vào đi. Bây giờ máy hỏng rồi, bây giờ chuyển bộ vất vả phết đấy. Xem cái đường xá nó hỏng như nào các bạn nhé. Nói chung là tan rồi. Đường này muốn ô tô đi được thì lại phải mất một buổi bà con cả bản đông đông đi làm lại thì mới đi được các bạn nhé.
Đây chỗ này máy phải đắp vào này. Lối xuống này vẫn còn đấy. Vẫn còn giữ được đá. Nước rất là mát nhưng mà vẫn chưa trong hẳn các bạn. Đây. Cái chỗ này nó cày sâu xuống nó dồn đá. Chỗ này là mất này. Chỗ này khá sâu này. Chỗ này là luống chính của nó nên là nó cày chỗ này đi sâu hoắm xuống rồi. Chỗ này đây. Chỗ này là phải san lại này. Chỗ này là sâu nhất đây. Đây chỗ này này. Đấy, chỗ này phải sâu khoảng 7-80 phân gì đấy. 6-70 phân. Sang bên này thì cơ bản là nó cũng phá nhưng mà nó không ấy lắm, chứng tỏ ở đây lũ bé thật. Nếu mà lũ to như hôm nọ thì đúng là cái này là đi hết rồi, nhưng mà cơ bản là nó vẫn còn hình thành con đường các bạn ạ. Vẫn có hình con đường, cái này chỉ có người. Đây này, ví dụ những cái đống cát như này thì quăng ra nó bằng hết đi. Chỗ này nó cũng cày xuống này. Chỗ này nó cũng cày xuống khá sâu. Nhưng mà nó có vẫn có hình đường để mà mình còn sửa được. Nó mà thổi đi hết thì hơi bị vất đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên bãi cát này xem nào. Đây. Chỗ này là nước lên đến đúng chỗ này này. Lũ vừa rồi là lên đến đây này. Phải không nhỉ? Ừ, hình như lên đến đây. Cái mặt cát nó bằng bằng này là lên đến đây. Trên này vẫn còn nốt xe mà. Đây lên đến đây này. Xem bãi cát này nó có bồi vào thêm tí nào không? Vẫn thế thôi. Cái này đúng ra mình cuốn hôm nọ, không biết là lấp lên được tí nào nhưng mà không lấp. Thấy nhơ, trơ sỏi thế này chắc là không lấp này. Đúng ra mình cuốn hết ở trong này ra thì để một cái khe này thôi, thì cát nó sẽ về đây, nó sẽ đọng ở đây này. Không đáng kể đâu các bạn ạ. Không bồi, không đáng kể đâu. Đây cho các bạn xem cái cát ở đây này. Cát thì sạch rồi. Đấy, pha đá như này này. Pha sỏi. Nên là việc xây cái cát bê tông này thì mình khẳng định với các bạn là rất là đảm bảo. Đấy, nó có pha sỏi nhá. Sỏi như sỏi bé thôi. Đây này, ví dụ một bốc của mình là được 2 này. Đấy, 3 viên này. 4 viên này, 5 viên này. 6 viên, đấy, 6 viên sỏi. Còn lại là những cái loại đá mà nó có rất nhiều phân tầng, nó không cụ thể. À, tức là nó thô chứ không phải là mịn. Cát thì rất là sạch. Đẹp. Thôi cũng cầu mong sao là đừng có mưa nữa. Để cho anh em làm cho nó ổn ổn đi cái. Giờ mưa là chết dở đấy. Nọ anh em mà vét sỏi ở đây nhưng mà nó không có đâu các bạn, nó toàn cái đá loại này này. Cái loại này mà bốc lên xe được ấy. Trở về kia là cũng ra việc phết đấy. Xây cái móng nó chắc. Cái loại này nó vỡ là nó vỡ rồi. Nó lăn, nó tác động các kiểu rồi nó mới tròn vo vào như này, nó không thể vỡ được nữa. Thì nó mới thành cái đá mồ côi này. Thì bản thân của cái loại này nó rất là chắc. Để mà bẻ gãy một cái kết cấu của bê tông mà có đá này ở trong thì chỉ có bẻ gãy qua bê tông, không bao giờ gãy được ngang qua loại đá hộc này luôn. Rất là nhiều luôn nhá. Này, đá nhiều lắm. Nào nếu mà ở ngoài kia mà thiếu thì cho bà con vào đây bốc lên xe chở ra ngoài đó.
Đây là cảnh suối trống trơ vào buổi chiều các bạn. Đây, nước bắt đầu rút dần này. Những cái khu này nó thành một cái bãi suối rất là rộng. Những cái vết sạt lở kìa, mình cứ sợ nó mai sau còn không có đường mà đi ấy. Đây này, sạt dưới chân rồi phát này. Trên kia sạt một lối rất là dài luôn. Thôi, về dưới để tiếp tục cùng anh em hoàn thiện nốt cái mố thứ hai đi cho nó nhẹ nhàng. Và đế móng này gần xong rồi đấy các bạn ạ. Rộng là 1m6, cao phải đến đây này. Đây 1m6 đây này. Đấy, đặt thước xuống, đặt xuống đất đấy. Đấy, 1m6 đây nhá. Đúng ra nó phải tầm 1m7 ấy. Ôi. Bên kia xem nào. Bên này có đủ kích thước không? Đây 1m6 đây này. Đây 1m65. Cao xem là bao nhiêu phân nhá. Cao mình đang dự tính là khoảng 80 phân nhưng mà không biết là có đến không. Bằng đấy là vượt quá chỉ tiêu rồi đấy, chẳng qua mình làm cho nó an toàn. Đây. Chưa xong. Đúng 80 thật. Cao 80, rộng 1m6. Ngày mai là bắt đầu bên này là ghép tường lên, thân trụ lên được rồi. Còn phía bên kia ngày mai mình tiếp tục đổ tiếp một lớp đế nữa cho nó ăn liền một cái khối bê tông. Đây. Chỗ này vữa à? Vữa mới à? Mới hay cũ đây? Mới đấy, cũ trông trông kia. Mới à? Mới sáng nay à? Mới cái này có xà beng tỉa nó ra để ngày mai đổ cả cái này nữa, đổ nó xuống chân này đi cơ. Chỗ này hơi ấy, chỗ này không duyệt được. Chỗ này mai tổ nào đi làm ấy nhỉ? Tổ ai? Mai tổ Nam ạ. Tổ tên là Nam à? Nam ai á? Ờ. Mai có tổ Nam đi, tổ Nam ở thôn Tàu đi. Mai dặn anh em là cái này bây giờ có xà beng xà cầy thì tỉa ra đi, không mai cứng không tỉa nổi đâu. Mai dặn anh em mang theo búa tạ nhá, xà beng. Cuốc xẻng. Tỉa cái này ra để đổ ghép. Có xà beng để cậy bây giờ cơ. Ừ. Có chứ, ở chỗ anh kia có mà. Đây mai đổ tiếp một cái đế móng lên cao lên tầm bằng đây bằng này đi. Cho nó an toàn hẳn đi, không phải lo nghĩ gì nữa. Chỗ này là 50 phân. Xong bắt đầu mình giật cấp vào trong này là bắt đầu mới lên cái mức 80 các bạn nhé. Này 80 nó ở trong này mà. 80 nó ở trong này. Đây này 80 nó ở đây. Thì mai mình cứ cho ra 1m2 tầm này đi. Cho nó vuông lên, cân với bên kia một chút. Không thể bằng nhau được nhưng mà nó nhìn nó có được độ bề thế ấy. Cân xứng hay không nước sói, mình chỉ sợ lâu ngày sói là nó ăn vào cái tường này. Này chắc không cậy được cái này. Đấy, vừa mới sáng nay mới làm thôi nhé.
cứng cái này rồi. Đấy, sáng mai phải đục hết cái bãi bẩn bẩn này đi. Được chưa? Bây giờ giải ấy đi. Vữa còn không? À, đủ vữa chưa? Đây, đẩy vữa ra đây nhiều vào đấy, đổ đi. Đổ nốt cầu vữa này đẩy ra đây đi. Cái góc này nhiều vữa vào xong rồi bắt đầu lại xếp đá. Đấy, giờ cho ăn hết vào trong này, nó kín liền giữa cái này với cái này, nó thành bê tông, thành một khối luôn các bạn. Cái tường nó sẽ đi từ đây lên này, thẳng lên đây, nó ăn vào đây một chút đấy. Ờ, cứ đẩy nhiều mà, cứ đẩy nhiều vào đấy. Mét tròn đây. Đấy, bỏ mấy cái hàng kia vào trong đi. Ừ, cốt pha nó vào đến đúng đầu thước thôi. Trong nữa đi. Ờ, bỏ hết vào. Đây này, nhìn thế này. Ừ. Không cần nó quá nhiều đâu mà, vừa vừa thôi. Đây đang làm chống cắt đấy các bạn. Cho cái thân trụ. Kể cả mai sau mà xây trên trụ cũng vậy nhé, là cứ xong một lượt nghỉ là phải làm như này để cho nó có cái độ liên kết. Đây gọi là bê tông đá hộc, không có bê tông cốt thép nha các bạn nhé. Vì là tại sao là như vậy, là vì là cái nhịp cầu này rất là ngắn, có 4 mét thôi mà. Không cần thiết nó phải như vậy, mà cái trụ như thế này là quá chắc chắn rồi. Đây cái hòn này vướng này. Hòn này cho vào đây này, cho vào đá trong cái khe đá kia. Nhìn nhá, chỗ nào ấy là may là không ghép được đâu đấy. Rồi, phía bên trong đây úa tà tà đi. Bên ngoài này thì không cần, bên ngoài này càng nhám càng tốt, nhưng bên trong cho nó bằng đi. Ờ, bằng đẹp đẹp đi. Không có xoa trong chân. Hết chưa? Hết rồi, thôi tắt máy đi. Mai tổ nào làm nhỉ? Mai trên bảng có tổ 5. Tổ 5 ấy gì? Hôm nay là tổ 4. Mai từ về thông báo nhớ bảo là nam đi làm là nhiều. Mai là ghép cốt pha là nữ không làm được đâu. Như hôm nay là rất là khó làm đấy. Cái này là còn ít cốt pha, ngày mai nó hai bên cơ. Hai bên nó lên cao này, nó nữ không biết làm đâu. Vâng, ừ. Ok, vậy là hoàn thiện được cái đế móng số 2 hoàn thành. Đế móng số 1 sáng nay đã cơ bản rơi vào khoảng 80% thôi. Sáng mai mình chỉ làm lên cao bằng cái này đó là ok. Đấy, bên này thì mình có đồ, nãy Tuyến có thừa vữa thì đổ thêm vào chỗ này thì mai sau đào đi thì chắc chắn nó đây nó sẽ thành một cái bệ bê tông ở đây này. Đấy, mai sau có thể bổ sung một chút vào bên này nữa cho nó bằng với cái đá này thì nước nó đi cho nó êm đẹp. Anh em, mấy chị em ơi, cho đồ cho máy móc này về hộ anh với. Bên trên kia có những cái đồ gì lặt vặt mang về lán nhá. Tụi con nó có ngồi, nó ngay lúc mà ai sao.
Nay hẹn về nhà bé sau để xem tình hình như thế nào mà có về được đâu. Mùng 4 là vào thế bỏ cúng vào nhà mới à. Giờ nó 5 giờ chiều rồi. Không kịp rồi. Có thể là sang ngày mai. Ngày mai mình buổi sáng mình làm ở đây. Xong buổi chiều mình sẽ về ấy. Về nhà bé sau các bạn nhé. Cái đế móng này thì nó cũng không cần phải quá là sắc nét là đẹp đâu. Nó ở dưới đất mà. Bên phía bên trong này thì lấp đất vào này. Bên này thì gọt sạch đi làm tường cánh. Tường cánh nó cũng như bên này. Bên kia thì nó ăn vào đá rồi thì không cần phải tường cánh. Nhưng bên này là khi mà mặt cầu nó cao lên trên kia thì vẫn phải tường cánh. Nó phải đi ra tận ngoài này này. Chân tường cánh nó phải tận ngoài này. Đấy, nó tận ngoài này. Vẫn đi như thế nhé các bạn nhé. Nhưng mà xây thì nó nhanh hơn là đổ bê tông thôi. Máy chơi mang cất lắm hay thế nào? Ơi? Máy chơi mang cất lắm. Ờ, mang sang lán em ạ. Cái máy bơm em có thể cho lên cho vào cái máng kia được. Vì nó còn dây dựa. Hả? Cho vào đây. Có giờ thu cho hú lưu trang rồi. Cho dây dựa nó lằng nhằng quá. Cho đây tối ông Tổng ông trông mà. Cho vào trong máng. Ê, phủ bạt vào chứ. Mưa, tối mưa đấy. Mấy người đẹp ơi, phủ bạt vào hai lớp vào nhá. Ngày mai anh mà vào, nếu mà anh mua đồ mua đạc nó vào muộn một tí thì em cứ thông báo ai tổ trưởng ấy, bảo xuống đây sớm thì tháo cốt pha ra nhá. Tháo cốt pha ra. Tối là mưa đấy. Ừ. Ai mà biết. Ờ, 24/24. Mưa là chạy xuống đây không kịp đâu đây. Ờ, đúng rồi. Ây da, bố Tông. Ờ, ấy à. Có cái bóng điện nào chưa? Tối nó cứ ở tối à? Thế hôm nay bảo A Câu bảo là chắc là mai mới sửa được điện. Mai mới có điện. Chiều nay thì thế bảo đi tập huấn ở đâu ấy? À, thế ừ, phải có chủ. Thế chủ nhà mới sửa thì mới biết sửa chứ còn. Ừ. Ok, ngày mai chắc là có điện đấy. Mai mong sao là có điện để mà cắm cái máy bơm này các bạn, cái máy phát bé quá. Không phải sửa cái máy phát này à, bảo dưỡng lại cái máy nổ này thì cũng nổ được thôi nhưng mà nó lâu ấy. Nhưng mà trước sau thì vẫn phải làm để mà còn hàn xì các thứ nữa cơ. Bây giờ thay nhớt này, thay dầu này. Các thứ đi là vẫn nổ bình thường mà. Ok, cơ bản vậy thôi các bạn ạ. Một ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ với bà con bản chống tàu là được 2 phần đế móng rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cùng với bà con lên thân mố 1. Các bạn nhé. Có thể là sẽ làm bên này nó cao hơn thì có thể làm bên này trước. Bên kia ghép cốt pha đổ xong cái thân à, cái đế đi. Xong sang bên này ghép cốt pha là đổ thân bên này. Đó. Trong buổi sáng ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Buổi sáng ngày mai ở đây, buổi chiều vào cập nhật nhà bé sao như thế nào. Còn thiếu thốn những cái gì không để tiếp tục là bổ sung cho gia đình các bạn nhé. Ngủ trễ.